chính phép quán tử thi. Phép quán này thành tựu thì rõ biết thân này sau khi chết có vô số những điều thê thảm. Đây là pháp môn phương tiện dùng sự suy xét chỗ kết thúc cuối cùng để dứt tuyệt tham ái. Con người khi nghĩ đến ngày chết thì lửa tham dục tự nhiên lắng xuống. Kẻ ngu si khi nghe nói đến cái chết thì buồn bã than khóc, cho là sự chẳng lành. Đâu biết rằng, rốt cùng thì trăm năm sau, rồi bất cứ ai cũng phải tan rã hoại diệt mà thôi. Chính phép quán tưởng của hàng Bồ Tát được trình bày dưới đây chính là bến bờ giải thoát, là cây cầu lớn giúp người vượt qua dòng sông ái dục, thoát khỏi biển khổ. Phép quán thứ nhất, thi thể người mới chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thân thể người mới chết. Hình dung chỉ thấy toàn thân buông xuôi nằm ngửa, khí lạnh thấu xương, không còn hay biết được điều gì cả. Liền quán niệm rằng, thân thể hiện nay của ta, dù tham tài luyến sắc, tương lai rồi cũng phải đến lúc buông xuôi như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ hai, máu bầm xanh đen trong thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết khi còn chưa liệm, ví như từ một ngày cho đến bảy ngày, sắc khí đen sậm khắp thi thể, dần dần biến thành chất máu bầm màu xanh đen, thật đáng sợ vô cùng. Liền quán niệm rằng, thân thể sinh động đẹp đẽ này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc hư hoại dần dần như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ ba, máu mủ tanh hôi trong thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết khi vừa bắt đầu phân hủy, da thịt hoại rữa dần thành chất mủ tanh hôi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều tiêu nát. Liền quán niệm rằng, thân thể phong lưu tuấn tú thanh nhã này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc hoại rữa thối nát như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ tư, nước nhầy chảy ra từ thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết đã đến lúc tan rã nhưng chưa được chôn cất. Nước nhầy màu vàng từ trong chảy ra tanh tưởi, hôi thối đến mức không sao chịu nổi. Liền quán niệm rằng, thân thể thơm tho sạch sẽ này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc hoại rữa thối nát như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ năm, các loại trùng trúc trĩa thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết đã lâu, phân hủy hôi thối. Trong toàn thân, nơi nào cũng có các loài trùng chui rút, cắn rứt, ăn vào chất thịt thối rữa ấy. Bên trong các đốt xương đều như hang ổ của chúng. Liền quán niệm rằng, thân thể quý giá xinh đẹp, hình loan vóc phụng này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc bị trùng bọ rút rỉa như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ sáu, dây gân ràng rịch các đốt xương trong thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết đã thối rữa, tàn rã hết da thịt, chỉ còn lại những dây gân ràng rịch lấy các đốt xương, giữ cho chúng dính lại cùng nhau, giống như sợi dây thừng ràng quanh bó củi, nhờ đó mà không rã lìa. Liền quán niệm rằng, thân thể của ta ngày nay thường mượn lấy hoa thơm ngọc quý để tô điểm làm đẹp, tương lai rồi cũng phải đến lúc còn trơ lại gân xương như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ bảy, các đốt xương trong thi thể người chết rã lìa. Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết khi tất cả dây gân ràng trịch lại tiếp tục tiêu tán mất. Các đốt xương không còn gì liên kết nên rệu rã tách rời, nằm la liệt vung vãi khắp nơi trên mặt đất. Liền quán niệm rằng, thân thể cao sang quý phái ngày nay của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc trở thành những đốt xương nằm vung vãi như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ tám,
thi thể người chết bị thiêu đốt. Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết sau khi bị lửa thiêu đốt, cháy đen nằm trên mặt đất, có phần thịt cháy đến chín, có phần vẫn còn chưa cháy hết. Quang cảnh thật ghê sợ, không dám nhìn đến, liền quán niệm rằng: thân thể này của ta ngày nay văn chương cái thế, tài ba hơn người, tương lai rồi cũng có thể sẽ bị thiêu đốt như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ 9, chỉ còn lại xương khô. Tĩnh tâm quán tưởng thân thể người chết sau khi chôn cất đã lâu ngày, mưa nắng giải dầu, phần mộ hư hoại, những đốt xương khô từ lòng đất lộ ra, hoặc đã chuyển màu trắng toát, hoặc ngã sang màu vàng như gỗ mục. Người đi qua lại hoặc thú vật đều dẫm đạp lên, liền quán niệm rằng: thân thể này của ta, ngày qua tháng lại thật dễ dàng đi đến cảnh già nua, tương lai rồi cũng phải đến lúc trở thành những khúc xương khô không ai biết đến như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Trích dẫn kinh điển để sách tấn việc tu tập. Kinh Niết Bàn dạy rằng, Bồ Tát tu tập quán tưởng sự chết, quán xét mạng sống hiện nay thường có vô số sự cừu địch, oán thù quấy nhiễu. Trong mỗi một niệm thì mạng sống này đều hao tổn đi dần đến sự diệt mất, không có tăng trưởng, cũng giống như thác nước mạnh từ núi cao đổ xuống, không thể dừng nghỉ. Lại cũng giống như kẻ tử tù bị đưa đến chỗ hành hình, mỗi một bước đi đều là đến gần hơn với cái chết. Lại cũng giống như trâu, dê đang bị dắt đi đến lò mổ, cái chết càng lúc càng tiến đến gần. Nam mô A Di Đà Phật.
Namo Amida Buddha.